Chào mọi người nhá, hôm nay tiếp tục hành trình lên rừng để kiếm những cái cây thuốc quý đây. Và trước mặt mọi người đây là một cái vị thuốc rất là tốt cho các bác bị đau nhức xương khớp này. Đây các bác ạ. Bác thấy cái mủ hay là gọi là cái nhựa của nó chảy ra đây ạ. Đó. Và cái dây này gọi là dây đỗ trọng nam các bác nhá. Đấy, một trong những cái vị thuốc không thể thiếu được trong các cái bài thuốc xương khớp này. Đấy, hay là các bác nào mà bị bệnh trĩ này, các bác thấy cái mủ nó chảy ạ. Đó, các bác bệnh trĩ này. Hay là anh em nào mà bị yếu về khoản ta ấy. Đấy, thì sử dụng cái dây đỗ trọng nam này thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, hôm nay mình gặp một cái bụi đây. Các bác thấy cái bụi này ạ, nó leo lên tít trên này này. Đó. Đây ạ. Dây đỗ trọng nam các bác nhá. Đấy, leo lên cao quá, khó kéo chết. Cố kéo lấy rồi. Kia. Hôm nay mình thật sự may mắn nên là mình tìm được cái bụi này các bác ạ. Đây, cố kéo lấy một cái lá của nó cho các bác xem này. Cái nhỏ nó đây, lá đây các bác. Và cái đặc điểm mà các bác đi rừng các bác nhận dạng là vì những cái dây này leo lên rất cao nên chúng ta không thể thấy được cái lá. Đây, cái dễ nhất là các bác chặt ra mà nó có nhựa. Đó. Chặt ra nó có nhựa thì là nó. Đây, đây có một cái lá này. Đây, cái lá của nó đây các bác. Đó. Và cái đặc điểm mà dễ nhận dạng nhất là chúng ta, đây chúng ta chặt ra nó có cái nhựa như này thì chính là dây đỗ trọng nam. Và thứ hai nữa là chúng ta, cái này nó chưa già mấy nên là chưa có cái dây tơ các bác. Đấy, đây cái lá này không biết là nó có tơ không. Lá này lá non rồi, chưa có tơ. Mình sẽ lấy cái này nữa. Này, bị đứt bên trên. Này, quay dưới này các bạn nhìn. Dây nó ngoạc ngoạc, nó buộc cũng khó buộc. Chặt lấy cái dây to thôi nhỉ, dây bé để lại. Ừ. Lấy cái đây này. Ừ. Cho nó dễ lên. Bé quá, phí. Để cho máy nó cũng nát. Đây này, dây to to đây. Chỗ này gần đường.